Các thí sinh trong bộ sưu tập áo tắm của thương hiệu thời trang áo tắm Xuân Thu lấy tông hồng ngọt ngào làm chủ đạo và điểm xuyến những viên đá lấp lánh làm bừng sáng hơn nét đẹp của các cô gái đêm nay. Và thí sinh đầu tiên xin được giới thiệu Huỳnh Thúy Vi, số báo danh 290. Quý vị cao 1m65, cân nặng 46kg. Quý số đo 3 vòng là 79, 60, 88. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh Nguyễn Bảo Ngọc, số báo danh 179, chiều cao 1m65, cân nặng là 50kg. Số đo của các cô ấy, của cô ấy là 87, 63 và 90. Đang bước ra trung tâm sân khấu là Trần Huyền Trang, số báo danh 286. Huyền Trang cao 1m66, cân nặng 46kg, với số đo 3 vòng là 78, 56 và 93. Trình diễn trong phần thi áo tắm tiếp theo là thí sinh Trịnh Phương Trang, số báo danh 296. Cô sở hữu chiều cao 1m67 và cân nặng là 50kg. Số đo 3 vòng là 82, 60 và 90. Và thí sinh cuối cùng của nhóm đầu tiên đó chính là thí sinh Phan Thị Hồng Phúc, số báo danh 170. Hồng Phúc cao 1m68, cân nặng 49kg, và số đo 3 vòng là 83, 63, 88. Hãy cùng đến với thí sinh đầu tiên nhóm thứ hai là Trần Thị Thu Hiền, cô mang số báo danh 104, với chiều cao 1m68, cân nặng 52kg. Cô có số đo 3 vòng là 86, 62 và 96. Một thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh Hoàng Thị Phương Thảo, số báo danh 206. Phương Thảo cao 1m68, cân nặng 50kg, với số đo 3 vòng là 83, 63, 92. Hãy cùng chào đón thí sinh Phan Thu Phương, số báo danh 236, với chiều cao 1m70 và cân nặng 51kg. Với vóc dáng rất tuyệt vời như thế này, số đo của cô ấy là 83, 61 và 92. Hãy cùng chào đón thí sinh Trần Thị Phương Thảo, số báo danh 299. Phương Thảo cao 1m70, cân nặng 49kg, với số đo là 81, 63 và 96. Hãy cùng chào đón Sái Thị Hương Ly, thí sinh với số báo danh 151, với chiều cao 1m69 và cân nặng 54kg. Số đo của cô ấy là 85, 63 và 94. Quý vị thân mến, những bước chân rất tự tin và năng động trên những đôi giày đôi đi đã làm nên vóc dáng hoàn hảo của các cô gái. Và ngay bây giờ trên sân khấu là thí sinh Nguyễn Vũ Hoài Trang, số báo danh 276. Hoài Trang cao 1m70, cân nặng 55kg, với số đo 3 vòng là 86, 63 và 94. Trần Thị Thủy là tên của cô gái đang sải bước từ ti tắm với số báo danh 234. Cô sở hữu chiều cao 1m70 và cân nặng 49kg. Số đo 3 vòng 81, 61, 89. Và đang bước về trung tâm sân khấu là thí sinh Vũ Thị Vân Anh, số báo danh 068.
Phương Anh cao 1m70, cân nặng 51kg với số đo 3 vòng là 83, 62 và 92. Mang số báo danh 128 là thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Loan. Với chiều cao 1m71 và cân nặng 5kg, cô ấy có số đo là 80, 62, 91. Và tiếp theo đó chính là thí sinh mang số báo danh 132 Phùng Lan. Lan Hương cao 1m71, cân nặng 56kg và số đo 3 vòng của cô ấy là 81, 62 và 96. Như vậy là các thí sinh ở nhóm thứ 3 đã hoàn thành phần thi áo tắm. Hãy dành cho một tràng pháo tay thật lớn. Và bây giờ sẽ là thí sinh đầu tiên của nhóm thứ 4, Huỳnh Thị Thùy Dung. Cô có số báo danh 015, chiều cao 1m71, cân nặng 50kg. Với số đo 3 vòng 84, 62, 90. Và ngay bây giờ là thí sinh Bùi Nữ Kiều Vĩ, số báo danh 293. Kiều Vĩ cao 1m71, cân nặng 49kg và số đo 3 vòng là 83, 61 và 89. Hãy cùng chào đón thí sinh Đỗ Mỹ Linh. Cô mang số báo danh 145, chiều cao là 1m71 và cân nặng là 52kg, với các số đo 87, 61 và 94. Một làn da nâu rất quyến rũ, thí sinh Hồ An Nghê, số báo danh 155. Hồ An Nghê cao 1m71, cân nặng 50kg và số đo 3 vòng là 85, 61 và 90. Khép lại phần thi áo tắm của các thí sinh ở nhóm thứ 4 là Nguyễn Thùy Linh, số báo danh 118, với chiều cao 1m72, cân nặng 53kg. Số đo 3 vòng là 85, 66 và 90. Các thí sinh ở đã hoàn thành xong phần thi áo tắm của mình. Họ có xứng đáng một tràng pháo tay từ quý vị khán giả không ạ? Hãy cùng cổ vũ cho Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, số báo danh 036, chiều cao 1m72, nặng 52kg, với số đo 3 vòng 84, 64 và 91. Số báo danh 268. Phùng Bảo Ngọc Vân cao 1m72, cân nặng 50kg và số đo 3 vòng là 83, 63 và 93. Có một điều có thể nói về nhóm thí sinh này đó là tất cả các bạn ấy đều có chiều cao tương đồng là 1m72, rất ấn tượng phải không ạ? Và hãy cùng chào đón cô gái tiếp theo với chiều cao 1m72, Lục Thị Thu Thảo, với số báo danh 226. Cô có cân nặng là 54kg và số đo 3 vòng 83, 59, 92. Và tiếp theo đó chính là thí sinh mang số báo danh 193, Trần Tố Như. Tố Như cao 1m72, cân nặng 54kg và số đo 3 vòng là 83, 62 và 94. Thể hiện vẻ đẹp khỏe khoắn của mình trong phần thi áo tắm là thí sinh Nguyễn Cát Nhiên, số báo danh 188, chiều cao 1m72 và cân nặng 49kg. Cô sở hữu số đo 82, 62 và 90. Và thưa quý vị, thí sinh đầu tiên của nhóm 6 cũng là nhóm cuối cùng, thí sinh 094 Đào Thị Hà. Đào Thị Hà cao 1m74, cân nặng 51kg với số đo 3 vòng là 83, 62 và 90.
thí sinh tiếp theo đó chính là Nguyễn Hương Mỹ Linh, số báo danh 139. Mỹ Linh cao 1m75, cân nặng 56kg với số đo là 85, 63 và 94. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo, thí sinh Phạm Thủy Tiên, số báo danh 239. Thủy Tiên cao 1m79, cân nặng 58kg và số đo ba vòng là 86, 64 và 96. Và tiếp theo xin được giới thiệu thí sinh Trần Thị Thùy Trang, số báo danh 255. Thùy Trang cao 1m80, cân nặng 55kg với số đo là 85, 66 và 95. Và thưa quý vị, thí sinh cuối cùng của vòng đi áo 8 đó chính là thí sinh Ngô Thanh Thanh Tú, số danh 246. Ngô Thanh Thanh Tú cao 1m80, cân nặng 58kg với số đo ba vòng là 81, 62 và 99. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho tất cả các thí sinh trong vòng thi áo 8.